miền nội nha các bạn. Mình đi cuốn này là món vịt rang nè, mình phi tỏi lên nè. Lên cho nó thơm nè các bạn. Cho gia vị vô như thế này. Đường, muối, bột ngọt, nước tương. Thì theo khẩu vị của mình nha các bạn. Các bạn muốn cho gì cũng tùy theo khẩu vị của mình. Mình để thịt vô các bạn. Mình đảo lên nha các bạn. Ngọn lửa to lên.
mình sẽ gọt mướp nấu canh nha các bạn. Cũng bằng nấu canh vịt bằng nước nha các bạn. Cái này không có nó. Mình vớt bọt ra bớt nha các bạn. Để nước có đục hết nè. Đang mình chuẩn bị mình vớt bọt xong rồi nè các bạn. Thank you.
Đây mình đang rim thịt nè các bạn. Đó, mình đang dớt cà phê nè.
nấu cơm nấu với. Bây giờ mình chỉ chờ nó cạn nước thôi nha các bạn.